Enhance your gaming experience. Nintendo Switch Online. Xin chào anh em đã quay trở lại với Viện Gaming. Gói Nintendo Switch Online thì mang lại nhiều đặc quyền cũng như là mức giá khá rẻ cho anh em hệ Switch. Nếu như mà anh em mua theo gói gia đình thì tính ra chỉ bỏ ra khoảng $4 cho một năm mà thôi. Quá hấp dẫn đúng không? Nhưng mới đây, gã khổng lồ Nhật Bản quyết định hút thêm máu từ người dùng bằng việc ra mắt gói Expansion Pack, tức là gói mở rộng của gói Nintendo Switch Online. Và tất nhiên, xì thêm tiền mới được dùng nha. Việc này làm cho cộng đồng game thủ Switch rất bức xúc vì độ hút máu của Nin bây giờ ngang ngửa với hãng công nghệ A rồi. Đây, bằng chứng đây. Trên video giới thiệu gói dịch vụ mở rộng này, số lượng dislike gấp tới 5 lần lượt like, cùng hàng chục nghìn bình luận phẫn nộ. Vậy, gói mở rộng này mang lại lợi ích gì? Mức giá của nó là bao nhiêu mà đang khiến cho cộng đồng phẫn nộ đến vậy? Cùng mình phân tích trong video này nhé. Nào, cùng bắt đầu thôi. More games, more features, more fun. Nintendo Switch. Gói dịch vụ Nintendo Switch Online là gì? Tham gia thì được lợi ích ra sao? Mình cũng đã có video rồi. Anh em nào chưa biết thì có thể xem lại tại đường link đang hiện ở góc phải màn hình nhé. Switch Online app and special offers. Expand it further with the Nintendo. Vậy còn gói mở rộng Expansion Pack là gì? Đây là gói mở rộng cho gói Nintendo Switch Online mình nhắc ở trên. Được Nintendo tung ra trong sự kiện Animal Crossing Direct hôm 15 tháng 10 vừa qua. Theo đó thì ngoài những lợi ích của gói cơ bản, anh em còn được bổ sung thêm 3 lợi ích chính bao gồm: thứ nhất, truy cập vào kho game độc quyền của hệ máy Nintendo 64 ngay trên Nintendo Switch. Giờ đây thì anh em đã có thể thưởng thức loạt game 3D đặc sắc đã từng rất thành công trên Nintendo 64 ngày xưa như là Super Mario 64, Xếp Thuốc Dr. Mario, The Legend of Zelda Ocarina of Time, v.v. Bên cạnh đó thì anh em cũng có thể tạo điểm xếp để lần sau chơi tiếp, và cũng như là có thể chơi online 4 người với nhau. Và còn rất nhiều game Nintendo 64 nữa sẽ được cập nhật trong tương lai. Tất cả đều không tốn thêm phí nha. Lợi ích thứ hai là dành cho những anh em đang chơi Animal Crossing, có thể tải về miễn phí bản DLC mới vừa phát hành luôn là Happy Home Paradise. Đối với người dùng thường không tham gia gói này thì phải mua có phí nha. Còn ai tham gia gói mở rộng rồi thì free. Bản DLC này sẽ mở rộng bản đồ trong game, có hòn đảo mới để khám phá, cùng rất nhiều hoạt động mới. Lợi ích cuối cùng là khả năng truy cập vào kho game đặc sắc của Sega Genesis ngay trên máy Switch. Cái này thì cũng tương tự như là lợi ích đầu tiên. Chúng ta cũng có thể tạo điểm save, chơi online với một người bạn nữa, và nhiều game khác sẽ được update trong tương lai. Ok, với những lợi ích quá đổi to lớn như vậy, Nintendo cảm thấy mình không tặng khơi khơi được, nên là quyết định áp giá vào gói mở rộng này thêm $30, tức là hơn gấp đôi, từ $20 lên $50 mỗi năm cho người dùng cá nhân. Còn nếu tham gia gói gia đình gồm 8 người thì là $80 so với $35 của gói cơ bản. Vãi! Đến đây thì anh em biết lý do vì sao mà Nintendo lại bị dislike mạnh rồi chưa? Theo ý kiến cá nhân mình thì Nintendo ăn dislike như vậy thì cũng đáng lắm đấy. Bởi vì thực tế gói online của họ trong bao năm qua vẫn bị chỉ trích nhiều vì thư viện game đặc quyền cho người tham gia gói không mấy đặc sắc, không đủ để thu hút người mới. Hơn nữa là nhiều game thủ, trong đó có mình, cũng tự hỏi là tại sao Nintendo không mang những game của hệ máy cũ lên luôn đi? Tại sao chỉ có mỗi NES với SNES? Rồi thì sau 4 năm trời, chúng ta có gói mở rộng. Chúng ta có thêm game Nintendo 64 và Sega Genesis đấy. Nhưng tăng hơn gấp đôi phí thì không thể chấp nhận được. Còn lại thì hầu hết mình thấy mọi người mua gói online này chỉ để chơi online các tựa game trên Switch như là Splatoon 2, Animal Crossing này nọ thôi. Mà thậm chí là với cái khía cạnh mạnh nhất là chơi online thì Nintendo vẫn làm chưa tốt. Chẳng hạn như là với tựa game Super Mario Bros. Ultimate cũng bị chê nhiều vì chế độ chơi nhiều người rất tệ nha. Đó mới là điểm đáng nói.
Switch Online app. Rồi và đó là toàn bộ thông tin mới về gói mở rộng Nintendo Switch Online cũng như là vài dòng quan điểm của mình về việc này. Thực sự mình nghĩ là Nintendo phải biết lắng nghe người dùng hơn và phải cải thiện nhiều tồn tại hiện có trên máy Switch thì chắc hẳn sẽ tăng doanh thu lên rất nhiều. Anh em có đồng ý với mình không? Và ý kiến anh em thế nào hãy comment bên dưới cho mình biết với nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. We'll be right back.